Thầy ơi, cho em hỏi là tại sao mà mình bị cái tình trạng như thế này mà nó lây hết cả người vậy thầy? Thì cũng do nước hồi trước thì phải bị cũng khoảng cũng 4-5 năm rồi, 4-5 năm. nhưng mà nó bị rồi nó hết. Giống như mình sống cái nguồn nước giống như về quê tỉnh á thì Dạ. như là nó bớt, nó hết. Ừ. Với thời tiết nó không bị nóng bức rồi đó thì nó Ừ. đỡ, khi mà bị nóng bức oi bức á thì nó lại trở lại. Dạ, mồ hôi nó đổ ra đúng không Dạ thầy? đúng rồi. Thế là nguyên nhân mà thầy bị nhiều các cái mụn viêm rồi các cái mụn nước rôm li ti như thế này á là do thầy bị kích ứng với cái nguồn nước mà mình đang sinh sống à? Dạ đúng rồi. À, thầy đang ở đâu vậy thầy ha? Ở Bình Thạnh. Vậy là ở trong chùa hay sao thầy? Dạ đúng rồi. À, vậy là trước đây là tại vì em thấy là cái nền da của mình nó không có, thì trong cái khoảng thời gian ban đầu là nó chỉ bị một vùng thôi Ít hay thôi, là nó bị ít nè. dạ nó bị vùng nào vậy thầy? Dạ, bị lưng nhé. À, vùng lưng ạ. Vùng lưng của mình thì em thấy nó bị ít này. Dạ, nó bị ít thôi. Ồ, nhưng mà hình như là nó đang lan xuống dưới vùng mông với lại cả vùng ngực đúng không thầy? Dạ đúng rồi. À, dạ. Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà thầy bị như vậy á thì mình có gặp các cái khó khăn hay là bất tiện gì nhiều không thầy? Thì thực sự thì cái này nó cũng có đi da liễu rồi cũng có hỏi bác sĩ rồi đó, thì họ Dạ. cũng nói cái này nó không ảnh hưởng sức khỏe, Dạ. nhưng mà có một cái nó làm cho mình hơi khó chịu thôi. Dạ đúng Dạ. rồi. Nhưng mà khi người ta nhìn mình vô thấy cái da của mình nó nổi một người ta sợ mình cũng ngại á. À, là nhiều Dạ. kiểu như là nhiều sư thầy hoặc là bạn bè mà vào trong chùa người ta nhìn người ta cũng kiểu người ta sợ bị lây đúng không thầy? Dạ đúng rồi. À, thực ra cái này nó cũng rất là khó bị lây từ người này qua người khác. Tuy nhiên là rất là dễ bị lây từ vùng này qua vùng khác thầy. Cho nên là ban đầu thầy chỉ bị vùng lưng thôi nhưng mà bây giờ nó lây lên hết cả vùng ngực với vùng bụng của mình luôn rồi. Dạ, thì cũng rất là may khi mà thầy biết tới Viện Thẩm mỹ Quốc tế là bên con. Dạ, thầy tìm hiểu bên con là do có người giới thiệu hay là mình xem trên Facebook thầy? Tại vì mình cũng lên Facebook mình coi Dạ. thì thấy nó có điều trị về cái viêm nang lông ấy, Dạ. thì mình cũng nghe đó đi khám thì bác sĩ cũng nói bị viêm nang lông, cho Dạ. nên mình cũng tìm hiểu trên đó mình Dạ tìm dạ. đấy. Dạ. Dạ, thế làm sao mà thầy quyết định thầy ghé giữa một ngàn cái thẩm mỹ viện mà thầy ghé qua bên con vậy thầy? Thì tại vì thấy cũng để là thẩm mỹ viện coi như quốc tế đó, rồi mình cũng nghĩ là cái điều trị mà của quốc tế thì nó sẽ tốt thôi. Dạ đúng rồi, Dạ. mình cũng lựa cái chỗ uy tín để mình tới Dạ. mình thăm khám và kiểm tra đúng không thầy? Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy thì trong quá trình điều trị mình có cảm thấy đau rát gì nhiều không? Thì nói chung là tại vì cái điều trị thì nó cũng tương đối cũng cũng giảm giảm nhiều rồi. À, Dạ. giảm nhiều rồi hả thầy? Dạ Được bao đúng nhiêu phần trăm rồi thầy? rồi. Cái này thì không biết tại vì mình không có trực tiếp nó nhìn đó, nhưng mà mình thấy là so với cái lúc mà mới mới bị lúc là nó trổ ra đó thì nó Dạ. giảm hơn nhiều. Dạ, con cảm ơn thầy rất là Dạ. nhiều. Vậy thì trong cái quá trình điều trị đó, thầy có cảm thấy đau rát gì nhiều không? À, thực sự thì đau thì không phải đau gì, nhưng mà do cái lúc mình nặng cái miệng có mụn bị thâm đó Dạ. thì nó hơi hơi đau một chút thôi, chứ cũng không phải là ở bình thường thì cũng không có đau. Dạ, Dạ điều trị dạ. thì cũng không có gì mà đau hết. Dạ rồi, con cảm ơn thầy rất là nhiều nha. Con tiếp tục để cho chị chuyên viên điều trị cho thầy ha. Em xin phỏng vấn chị chuyên viên chút xíu nha chị. Tại vì cái ca điều trị này là em phải để cho chị Hương điều trị, tại vì cái ca này rất là nặng luôn. Thì cho em hỏi là với cái phác đồ điều trị với thầy thì mình sẽ có phác đồ như thế nào vậy chị Hương ha? Hiện tại tình trạng của thầy á, đang bị là nó bị nhiễm độc tố trên da khá là nặng. Dạ. Thì việc đầu tiên là mình sẽ cho mất tầm 2 đến 3 hoặc là 4 buổi mình sẽ thải độc tố hết, xử lý sạch hết những cái nhân mụn này. Dạ. Sau đó mình mới tiến hành điều trị vào cái viêm nang lông. Thì nếu trong quá trình điều trị viêm nang lông thì lâu lắm của anh thì tầm cỡ 3 lần là nó đã đỡ rồi. À, 3 lần là đã Ba đỡ. buổi điều trị là sạch sẽ xong xuôi hết ha. Wow, dạ. Tại vì em cũng thấy là thầy bảo là đã đỡ rất là nhiều rồi đó. Dạ. Thì thầy ơi cho em hỏi, cho con hỏi là trong chùa của mình cũng còn rất là nhiều người bị giống như vậy đúng không thầy? Dạ Tại vì mình cũng chung nguồn nước. có. Dạ. Thì sau khi mà điều trị ở bên con về thì thầy thấy về cái chất lượng cũng như là cái thái độ phục vụ của tất cả các chị chuyên viên hay là nhân viên của bên con thì thầy thấy sao thầy ha? Nói chung đây cũng họ cũng tận tình, Dạ. giống như cũng cách hướng dẫn cho mình sử dụng giống như là tắm xà bông rồi đó, giống Dạ như đúng rồi. thuốc rồi đó, pha Dạ đúng thuốc rồi. rồi thêm. Dạ.
Vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều ha. Thì bây giờ mình về nhà mình cứ kiên cử vệ sinh sạch sẽ cái vùng da mà mình vừa mới lấy nhân mụn xong á, thì đúng ngày là bên con sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng để gọi điện cho thầy để nhắc lịch thầy qua để thăm khám và kiểm tra và điều trị lại ha. Chị Hương ơi, thì với cái tình trạng như thế này thì nếu mà mình làm thì mình sẽ làm hết được bao nhiêu phần trăm và chị Hương? Ví dụ về cái vấn đề hiện tại của anh luôn đi nói, luôn như vậy thì tình trạng mụn như thế này thì bên mình có thể cam kết từ 80 đến 90%. À, còn có thể hết được 100% không chị? Có thể hết 100%, nhưng mà cái này mình là cơ thể sống, mình còn phải hoạt động, cơ thể mình là cơ thể sống, mình ăn uống mà mình có thể nóng trong người, stress nó sẽ lên một vài cái. Dạ. Thì trường hợp ví dụ thì một vài cái đó thì mình nên mình xử lý ngay. Dạ. Thì bên mình có bảo hành cho thầy. À. Ví dụ như mà anh có mụn lại thì chỉ cần ghé qua bên mình sẽ xử lý hoàn toàn không mất phí. À dạ rồi ạ. Dạ em cảm ơn chị Hương và em xin phép thầy là xin được ngắt livestream tại đây ạ. Cảm ơn thầy và chị Hương đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin bổ ích cho những khách hàng mà đang thắc mắc về dịch vụ này ạ. Thì mọi người ơi, như mọi người đã thấy rồi đó, khách hàng của bên mình ấy thì đang gặp cái tình trạng là ổ mụn viêm và viêm nang lông rất là nhiều ở trên bề mặt da. Nếu như mà bạn nào mà đang gặp cái tình trạng là mình bị dị ứng nguồn nước hoặc là mình chỉ bị một vài nốt nhỏ ở trên bề mặt da thì mọi người có thể tham khảo các cái phương pháp điều trị tại nhà hoặc là vệ sinh sạch sẽ thật là kỹ, tránh trường hợp là nó sẽ lây lan từ vùng lưng của mình tới vùng ngực và tới vùng bụng và cả cái vùng mông, như là khách hàng của mình hiện tại là đang bị rất là nặng, tại vì thầy rất là bận luôn, cho nên là thầy phải lựa chọn một cái chỗ mà chuyên về điều trị như bên mình. Thì chúc mọi người một cái ngày làm việc và một cái ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc, và có thể là phòng bệnh trước khi mà bệnh của mình xuất hiện nhé mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.